hôm nay mình thử làm cà phê cất tròn nhưng mà mình là mình làm giả cà phê cất tròn tại vì mình thấy trên cái thị trường thì mình thấy một cái lượng cà phê cất tròn rất là lớn nhưng mà một con tròn thì một năm thì cho nó ra cao lắm cho nó ra được một chục ký đi thì một cái lượng cà phê rất là lớn tiêu thụ trong cả nước luôn trong khi cái tổng sản lượng trồn của Việt Nam thì mình nghĩ chắc nó cũng không nhiều lắm thành thử ra mình nghĩ là không biết là người ta có làm giả hay không thì mình mới là thử làm giả cái này là mình không biết người ta làm giả hay không nha mình thử làm giả thôi chứ mình còn mình cũng chưa khẳng định là nó có giả hay là không nữa thì là trong cái quy trình mình làm thì giả thì không biết nó có thành công hay không thì bước đầu tiên là mình lựa những cái hạt cà phê chính được hái từ vườn về đó những hạt cà phê tươi này đó, cà phê thiệt chính này mà mình hái từ vườn được uh, lựa chọn lọc hái từ vườn về để cho nó là uh, ra một cái, cái 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 nhân giống với lại là nhân của cà phê cực Trồ. đó các bạn thấy không đó thì uh, bây giờ là mình sẽ là dùng nước mình nấu sôi xong rồi mình chế lên trên đây để mình ngâm để cho mình tách cái vỏ ngoài ra. Tại vì người ta nói ngâm nước lạnh nhưng mà mình ngâm bằng nước này cho nó 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 mau. Rồi. Để tại vì mình làm một cái dây cái cái cái, 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 cái mình làm một cái, cái 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 quy trình nó mình rút gọn lại mà thành thử ra mình làm mình chế thử là nước này vào cho nó 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 mau thì có lẽ là nó cũng mau thôi tại vì mình dùng nước sôi mà hay dù dùng ngâm nước lạnh một hai ngày đó rồi bây giờ là bước tiếp theo đó, là khi mà đã ngâm nó đã nó đã ngâm cái vỏ nó đã mềm ra rồi đó, đó. thì bây giờ mình sẽ à, tách mình sẽ chất cái nước đi và mình sẽ bắt đầu là mình tách cái mà cái vỏ mà vỏ ngoài của nó ra ừ. Uhm tách cái vỏ ngoài của nó ra để mình lấy cái cơm nó giống y như là cái cơm cái tách cái vỏ ngoài ra còn cái vỏ lụa thôi giống y như là cái mà cái cà phê mà con trồn nó ăn xong rồi nó, nó ra vậy đó đó các bạn thấy không ừ. bây giờ là cái vỏ nó sẽ mềm đó mình bóp cho các bạn xem thử đây nè đó các bạn thấy không đó bóp vô là nó sẽ ra liền bóp vô là nó sẽ tróc ngay nhưng mà điều cõi làm cũng kỳ công á Thì người ta bây giờ nó có cái máy Cái máy đó nó sẽ Ở bên Đắk Lắc nó sản xuất Là người ta sẽ Bỏ vào trong cái cối đó Cộng với nước là người ta Cái cối đó Nó là cái cối bỏ, Cộng với nước là người ta cứ Chế vô là nó khi nó quay á Nó chạy là nó sẽ tạo ra Cái hạt mà hạt chính nó sẽ ra thành cái nhân luôn Còn đây mình là mình làm thủ công Mình bóp để mình thực hiện mà đó thì sau khi mà mình đã bóp mình rửa rồi xong xuôi rồi thì bây giờ nó sẽ ra một cái hạt mà cái hạt cái, cái cái đã tách cái vỏ ngoài như vậy là nó chỉ là còn cái vỏ lụa thôi chứ chưa tới cái nhân đâu các bạn nha đó, để mình lựa mấy cái hạt đen hạt xấu ra rồi ừ. cái đó máu nghề nghiệp ai người ta cũng ví dụ vậy mình không phải là dân làm cà phê mình chỉ thực hiện thử cái quá trình cà phê này mình đi xin của người ta về để mình làm mà chứ không phải là của cà phê của mình đâu nha mà mình đi xin về đó thì nó ra cái nhân thì cái tình trạng này là mình nó đang còn rất là rời rạc nè <laughs> rất là rời rạc có nghĩa là hình như nó đang còn cái độ ướt dữ quá thì để đó mình bỏ cho nó ráo ra thử xem nó sao đã mình bỏ thử cho nó ráo bớt nước đi nè đó, các bạn thêm cà phê ra rất đẹp nhưng mà hiện tại giờ thì nó cái màu sắc đó nó chưa giống cà phê cất trồn lắm đó. để lừa mấy hộp đen vứt đi cái đó rồi bây giờ sau đó bây giờ là mình sẽ mình nghĩ là mình thấy nó rời quá bây giờ mình nghĩ là chỉ có một chất xúc tán thôi chất xúc tác thì có thể vô được thì mình nấu một uh, mình sẵn mình nấu một nồi cháo mình ăn thì uh, mình chất mình uh, lấy cái nước của nó để mà mình uh, chế mình trang vô trong cái 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 cà phê uh, này để cho tạo thành cái chất keo đó khi mà mình chế vô nè thì các bạn thấy là mình chế vô bây giờ nó thành cái chất nó nó keo rồi đó đúng không Đây nè bây giờ mình chế nè Có nghĩa là mình đã để cho nó qua Cho nó qua Một Một đêm rồi Thì nó sẽ là Cái màu sắc của cái hạt cà phê Nhìn nó màu Màu nó giống với lại cà phê cất trồn đó. Hình như mình nhớ Cà phê cất trồn ra màu trắng rồi ta Không thì kệ nó mình để lỡ ra Mình làm cho nó ra màu đen luôn đi Rồi nó ra màu đen mới dúng mới dúng cứ, cứ tròn đó rồi bây giờ mình trộn lên nè mình trộn đều lên để mình thử xem nó ra sao mình xem đó nó để mình lấy cái nước cháo này vô mình tạo thành một cái chất nó xúc một cái chất kết dính chất xúc tác kết dính của nó để cho nó để mình xem xem nó có thử là kết dính lại được hay không à, đây trong cái quá trình này là mình mình đang thử xem coi nó được hay không á thấy nó cũng kết đó mà không biết làm sao đó, đây đó, đó thấy nó cũng dính cũng kết đó cũng kết nhưng mà hình như mình chế vô cái nước nó hơi nhiều với lại cái cháo mình nấu nó cũng chưa có tới nữa thành thứ ra là nó 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 chưa kết liền với lại nếu mà mình nấu bằng cái cháo nếp đó, thì chắc có lẽ chế vô nó sẽ kết liền còn đây mình nấu bằng cháo gạo mà đó, thành ra chắc có lẽ nó cũng không kết lắm rồi bây giờ mình à, đó, bây giờ mình à, mình để thì nó đã thấm vô và nó bị là ướt quá mình mới bỏ lên trên bếp mình đảo sơ một cái đi. Đảo sơ một cái đi để kết. mình đảo cũng chưa được ướt lắm nhưng mà mình thấy nó ra nó đó nó cháy 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 rồi đó. Thì bây giờ cái mà công việc mà cái khâu cuối của mình là phải làm sao tạo cho nó ra giống cục cứt ăn tròn. Thì mình à, bây giờ mình sẽ bỏ nó vào trong cái bọc ni lông bọc ni lông xong rồi mình khoét một cái lỗ rồi mình sẽ cho nó ẻ ra giống như cục cực tròn vậy nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình làm mà chuyên nếu mà mình làm mà thật sự mình muốn mà cho nó giống thì mình phải ví dụ mình kiếm một cái ống nhựa đi ví dụ mình bỏ cà phê đó vô trong mình trộn với một cái dung dịch nó sạch sệt rồi mà nó trong rồi bắt đầu mình bỏ vô trong một cái bọc ni lông rồi ở cuối của bọc đó, mình bỏ một cái ống nhựa thí dụ ống 21 đi xong rồi bắt đầu mình mới bóp cho nó là nó ẻ ra cục giống y như cục cực trồn mà vì cái lý do là cái mình nó bận quá nhiều việc cái thời gian nó nhiều quá cho nên mình mình để hết mấy ngày mình đi công tác rồi mình mới về thì nó mới đen nó khô cái hạt này lại rồi thành thử ra trong cái quá trình mà mình làm nó cũng đâm ra nó cũng một phần nó, nó, nó thất bại rồi bây giờ mình ẻ đó. nếu giờ mình để mình để y như vậy á mà nếu mà mình muốn cho ra thành cái cục giống như cục cứt vậy đó mà nếu mà mình để mà nó như vậy á, thì nó cũng vẫn giống cà phê cứt tròn vậy thì bây giờ thí dụ như là mình mang ra mình rửa đồ là mình rửa đồ mình phơi đồ ra thì nó giống y chang như cà phê cứt tròn đúng các bạn đó nhưng mà tuyên bố trong video này đến cuối cùng có nghĩa là mình đã thất bại trong cái mà cái chế tạo thử là cà phê dúng cứt trồn dúng con trồn nó ẻ và mình sẽ tiếp tục nghiên cứu lại một lần nữa nếu mà thành công thì mình sẽ quay video mình up lên hy vọng ngày đó là mình sẽ tạo ra thành những cái viên cà phê những cái 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 hạt cà phê nó ra thành giống y như cục cất tròn nó dài 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 vậy nó kết lại với nhau đó là y chang như cất tròn để cho các bạn xem đó. cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha mình là mến chúc các bạn là luôn vui vẻ và gặt hái nhiều thành công trong công việc sức khỏe luôn dồi dào hôm nay là ngày 30 tháng 12 tây và cũng là ngày mà kênh mình đạt được 20.000 lượt 20.000 người đăng ký 20.000 thuê bao 20.000 người đăng ký và cũng là cuối của năm 2018 thì kính chúc toàn thể các bạn luôn dồi dào sức khỏe công việc thì luôn luôn tốt đẹp gia đình là hạnh phúc làm ăn phát tài phát lộc rồi cảm ơn các bạn nhé xin chào các bạn